Xin chào cả nhà cùng tất cả các bạn. Rất vui mừng được gặp lại cả nhà và các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay trở lại khu vực mấy cái đồi này mình thăm bẫy trồn tiếp tục các bạn. Mình đi đến cái địa điểm mình đặt bẫy ha. Đầu video cho Thanh Võ bái lòng hắn gửi lời chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe ha. Xem video mình giải trí cho vui, mình xin mời các bạn. Thì cũng như thường khi các bạn, trước giờ mình vô thăm cái bẫy đầu tiên á, mình xin đổi camera lại, mình quay đồ nghề cho các bạn xem cái rồi mình đi vô mình thăm nha các bạn. Rồi mình sang sẵn cái bẫy xe cua heo nè các bạn. Thì cử rồi mình dính con tròn sau cùng, nó cắn bị bung cái mắt lưới bên đây. Mình về mình giá lên nè các bạn, giá thêm lớp nữa nè, hai bên luôn. Rồi mình máy hai trái chuối sẵn luôn. Rồi đồ nghề đi cùng với mình thì hôm nay thì cũng đi về thường khi nha các bạn. Có mấy chai nước uống với vỏ bên đây là vỏ chuối cả nhà. Còn cái vỏ bên kia là mình mang theo là đồng hành cùng với mình thì cũng có con dao đi rừng nè các bạn, với mười mấy cái túi lưới, với hôm nay có hai cái bao nha các bạn, với một bịch lúa để cho mấy con chuột nó ăn. Gì mình có đánh mấy cái bẫy lớn màu chuột đó các bạn, rồi cái bẫy nhỏ đầu tiên ở dưới cái vườn cam nè các bạn. Chỉnh cái máy lại nha các bạn, cái này là cái ganh nha các nhà, nước quá cái ganh. Bên đây không có đường đi nha các bạn, mình đi bên cái lô cao su mình đi qua, mình không nói chuyện nha cả nhà vì sợ bên dưới không biết có người không. Bên dưới là cái đường đi của người ta nha cả nhà. Bữa mình đi xuống dưới đó mình cặp cái đường đó mình vô mình đặt ở đây nè, nhưng mà hôm nay mình ở trên này đi xuống không biết có hâm được không nha các bạn. Mình đi xuống dưới này chắc ăn hơn đấy nhai. Mình tính đi tắt qua đó mà sợ không ổn cả nhà. Chút chút nó té ra cả nhà. Trời ơi, hụt lất cả nhà. Cái bẫy nó ngon. Nó im mấy sợ luôn. Đây. Ngày mà nó không có con gì hết trơn luôn cả nhà. Còn nguyên luôn. Ôi, chuối còn luôn á cả nhà. Rồi, mình tiếp tục đi thăm cái bẫy khác nha cả nhà. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa cả nhà. Cái này cử rồi mà cử trước nó dính con, cử rồi nó hụt quá. Cử trước nó dính con mà nó không có la, mình nói là ở đây nó sẽ còn nữa cả nhà. Là sao rồi, cử rồi nó không dính đâu. Để coi cử này nó có sạch không. Ở đây nó hơi khó đi cả nhà,
rồi, hụt rồi cả nhà. Ở da trời mới đụng cả nhà, mới đụng cái nhánh cây cả nhà. Đây. Cái chỗ mình dính trộn nó quậy banh nhẹ, cái mình đặt không thấy không im giờ qua bên kia, bên đây là cái góc bên này nè cả nhà, hụt rồi nè, chuối còn luôn. Rồi, mình đi thăm cái khác các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có hai cái cả nhà. Hôm nay mình rút bớt một cái cả nhà. Cái ngay chỗ cây bằng lăng này mình sẽ lấy ra cả nhà. Rồi còn cái trên bụi tre đó mình để lại. Ủa, chỗ nào ta, chỗ này quá. Ủa, ở bên kia, cây bên kia. Trời, lộn cả nhà. Chỗ hầm mấy lần rồi mà vẫn còn lộn trời. Cây bên đây. Quên. Đúng rồi, cái lỗ mình dạch ra nè. Rồi, hụt luôn cả nhà ơi. Cái này rút đi luôn là đúng rồi. Nó dướng vậy cả nhà. Mình đem đi luôn nha cả nhà. Lên thăm cái đầu trên cả nhà. Tiếp tục ở đằng sau cái bụi tre này mình có một cái nè các bạn. Cử rồi nó có dấu hiệu nó ăn chuối xả các bạn. Mà nó không vô bẫy. Thử cái cử này nó có. Nghĩ chắc con sóc ở cả nhà chứ con trộn nó vô cử rồi. Dính rồi. Mình có điện thoại luôn cả nhà. Sập rồi cả nhà. Có điện thoại xuống mình phải lấy cái máy ra mình kiểu coi coi ai điện cái gì. Mình mới đi cả nhà, dính còn sóc rồi cả nhà, đúng như mình nói luôn. Trời, con sóc bông luôn cả nhà, tuyệt vời. Thử rồi có dấu hiệu ăn cái chuối xả của mình đó cả nhà. Để mình chỉnh cái máy cho ngay lại. Con sóc đầu tiên của ngày hôm nay là con sóc bông luôn. Con này cũng không lớn nha cả nhà. Được thôi. Quá tuyệt vời luôn.
Ở trong này nó hơi tối cả nhà, rồi mình bắt em nó ra rồi xử lý nó rồi đi ra ngoài cái rồi mình đi tiếp nha cả nhà. Tiếp tục ở đây mình có một cái bẫy lớn đặt một chuột đó các bạn. Ở bên kia là chòi của người ta các bạn, ta hạ chó nuôi chó để giữ giữ vườn đó các bạn ơi. Nghe đây mình cũng lụm được một con xong rồi, tới nay chưa dính nữa các bạn, này lâu dữ lắm rồi. Màng lúa với túi lưới theo luôn các bạn ơi, cho chuột nó ăn cái bẫy đặt một chuột rồi hụt rồi các bạn ơi. Cái bẫy này không biết nhiều kỳ nữa rồi, dính con ra tới nay không biết. Còn chuột ngồi góc bên đây nè các bạn, mình đi tiếp tục đi thăm cái bẫy khác các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái bẫy lớn đặt một chuối á các bạn. Cái này tử rồi dính con bìm bịp, ủa lộn, tử rồi dính con sắp bông cả nhà. Để thử coi bữa nay nó có sạch không. Khu này sắp bông dữ lắm các bạn ơi, nó dưới mấy cái bụi lùm này nè. Gần đây có đồ ăn á. Nghe đây mình bắt ba con sóc bông, hai con sóc đất nữa cả nhà. Mà cái bẫy này cái bẫy lớn luôn, đặt một chuối. Rồi cứ này chết rồi cả nhà. Hụt rồi. Hụt mà sai hết chuối ta. Ờ đúng rồi. Hay ghê không? Hay nó khôn luôn cả nhà. Ngồi ngoài ha, ngồi ngoài sơi hết hết hai trái chuối luôn mà không vô. Rồi mình coi xử lý em nó, mình đặt lại rồi cái đi tiếp nha cả nhà. Tiếp tục ở dưới đây mình có một cái nữa cả nhà. Hôm nay ông trời ông chuyển mưa, sáng hôm nay ông mù mù, không có nắng cả nhà. Nhưng mà nằm mù luôn vậy là tới trưa luôn, tới chiều luôn thì ngon mát nha cả nhà. Mà ông quánh cây mưa một cái là vất vả lắm. Cái này cử rồi dính con sóc luôn cả nhà. Bẫy lớn luôn cả nhà, bẫy khổng lồ mà đánh dính sóc không. Bẫy lớn này đánh ít có di chuyển lắm cả nhà, đặt cái địa điểm nào mình quýnh hoài luôn chứ không có bây giờ. Để tụt xuống cái dốc nè, rồi sập nữa hay gì cả nhà, thấy các bạn. Đúng rồi, thấy các bạn nhúc nhích rồi, còn sập nữa rồi cả nhà. Sắp đất nữa. Đây. Cứ gọi nghe em, cứ này nghe em nữa nè cả nhà. Quá tuyệt vời luôn. Nó bự khủng lồ luôn. Đây, mình bắt em nó ra rồi cái mình đi tiếp cả nhà. Tại chuyển mưa muốn mưa luôn rồi cả nhà. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Cái này mình mới dời lại đây. Nhưng mà mình
thấy nó không có im nha các bạn. Bữa mình qua mình đặt rồi, mình giác cái bẫy mình đặt rồi, mình thấy nó không có im mà thôi mình để luôn, cử này mình rút luôn cả nhà, vô mình lấy nó đi luôn, đặng qua bên kia đặt cả nhà. Rồi đúng rồi, không có im thiệt, hụt mình rồi cả nhà. Thấy cái gốc cây này nó cũng mát quá, mình tính mình đánh tính đại kiếm con sóc mà không được nha cả nhà. Rồi mình đem cái bẫy này đi nơi khác đánh các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn, cái này cũng lấy đi luôn các bạn ơi. Cứ đòi mình vô mình đánh mà nó không im nha cả nhà, mà kẹt không có chỗ đánh mà mình đưa lên luôn, đánh luôn. Hôm nay lên mình lấy nó, nó ra đi nơi điểm mới cả nhà. Mình xách vô tới đây mình đánh đại chứ còn mình thấy cái chỗ nó không ngon nha cả nhà. Đúng rồi, hụt luôn rồi cả nhà, đúng là chỗ không ngon thiệt. Đây em ở đây còn nguyên luôn. Rồi mình dời nó đi điểm mới luôn cả nhà. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi, cái này cử đòi nó dính con sóc quá cả nhà. Để coi cử này nó có dính nữa không. Dưới cái bụi chuối nè cả nhà. Rồi hụt rồi cả nhà ơi. Thấy cái hai trái chuối nó còn nguyên rồi cả nhà ơi. Cứ rồi dính luôn. Con sóc. Cái này nó hụt lắc luôn. Chuối còn luôn. Và mình đi thăm cái khác các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Cái này cứ gọi mình dính một con ở đây á các bạn, trong cái bụi tre nè, dính con đầu tiên ở đây luôn chứ. Đúng rồi, mang cái bẫy xe cua thôi luôn rồi cả nhà ơi. Rồi, cứ này hụt rồi các nhà. Nhìn qua kẻ mình thấy chết rồi. Em ở đây. Mình sửa cái nền lại mình đánh nó các bạn. Hụt rồi các nhà. Rồi mình đi thăm cái khác các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Ở trong bụi chuối nè. Cái này bữa mình mới dời nha các bạn, mới dời lại. Hy vọng làm con mở hàng ra cho nó có tinh thần để đi nha. Sáng giờ ông chuyển mưa, giờ ông nắng rồi các bạn ơi. Ở dưới bụi chuối nè, mình xách cái vỏ với cái bẫy theo luôn cả nhà. Rồi chết quớt rồi, còn nguyên luôn. Đây, hai trái chuối ở sau cái đít bẫy còn luôn cả nhà. Rồi mình để im luôn cả nhà, chuối còn nguyên luôn, để nguyên luôn. Thử kỹ nữa, thử nữa coi làm sao. Qua đầu dưới thăm cái nữa các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa cả nhà ơi.
Người ta đang tưới cây đó nha. Mình sẹt 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 sẹt. Lít dần này, lít dần máy. Cái bẫy mình đây. Ủa, nước. Đặt tưới cây nè các bạn, nước dần vậy nè. Đang chạy vậy nè nha. Đây. Mới bắn ngang mọi người mình đó cả nhà ơi. Ủa, cái bẫy đặt ở đâu dưới đường này mà mình quên ta. Chết rồi, không nhớ rồi cả nhà. Ướt máy rồi. À, dưới đây. Đúng rồi. Quá bắn rồi cả nhà ơi. Mẻ ra như thế này. Đây cái bẫy mình đây. Chỗ này phải không ta? Đúng rồi. Trời ơi, dính con gì rồi cả nhà. Ui, sập bẫy mà không dính cả nhà. Ui, đây hụt rồi. Rồi để mình coi, mình kiểm tra lại cái mình đi thăm cái khác các bạn. Máy ướt hết rồi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Đây là chợt cơ cả nhà. Đi ở đây đất sỏi không, mình đi nó bị chợt. Cái này cứ rồi nó hụt luôn. Ở dưới bụi chuối nè cả nhà. Sập một cái đi, gọi gọi đúng rồi, ngồi ngồi các bạn, sập rồi, vô rồi. Ở đây sập là dính rồi. Trời ơi, khủng luôn rồi cả nhà, bằng cả lòng mình luôn. Vô rồi nè cả nhà, con ngựa nó đào cái lỗ rồi. Quá trời, bự các bạn, quá đã rồi. Quá mê rồi cả nhà, cứ gọi nó hụt nè cả nhà. Con cửa này nó dính rồi nè. Con này dữ cả nhà, mà bự. Con này từ 1.4 kg trở lên cả nhà ơi. Quá phê, quá phê. Quá đã. Coi nó đào lỗ rồi cả nhà. Ha. Đó. Đào cái lỗ không? Hết biết không? Rồi, mình đem nó ra ngoài trống mình bắt nó rồi cái mình đi tiếp nha cả nhà. Con trồn đầu tiên của ngày hôm nay cả nhà. Trong gốc chuối. Con trồn khủng luôn cả nhà. Quá đã cả nhà ơi. Dày bằng cái lòng mình luôn. Đây. Khoe nãy giờ lâu rồi đem ra trống bắt cái đi tiếp cả nhà. Rồi cả nhà và các bạn, mình đem em nó lại đây trống mình bắt nó ra cái rồi đi tiếp thôi các bạn ơi, để người ta thấy nha. Sợ người ta nhìn thấy như vậy. Mình thấy nó mất cái chỗ đặt uổng nha cả nhà. Đây, em nó đây. Tuyệt vời luôn cả nhà. Ủa, nó dài nè. Con này khoảng 1.4 kg nha cả nhà. Để mình, mấy đây đất quá, để mình xây lại, bị nó vướng cái đống gác nó hai vô cả nhà, nhìn không nhìn thấy cái mặt nó. Con này cũng không có giữ lắm nha các bạn nha. Hồi nãy thì nó giữ mà giờ ra đây nó đưa lên cao sợ nè. Để mình cho nó dòm lên trên lấy tấm hình nha các bạn ơi. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Đó, giờ đâu thấy hả? Nãy giờ chưa thấy. Rồi, đẹp rồi. Con đầu tiên vậy là quá hên rồi các bạn ơi, khủng rồi. Làm được hai con vậy là mình vô rồi nghe các bạn. Quá tuyệt cả nhà ơi. Rồi, mình lấy cái túi mới mình bắt luôn. Cả nhà và các bạn đang xem video cho mình xin một like nha. Con này nó không lai không giữ nha cả nhà, thì hy vọng ngày đó nó sẽ còn con nữa nha các bạn. Còn con này khoảng 1.4 kg rồi đó nha, 1.4-1.5 kg rồi.
Tôi túi ghê dữ rồi. Tại mình buộc túi lưới lại rồi đi, miệng túi lưới lại rồi đi tiếp nha các bạn. Xin mời các bạn đi tiếp cùng mình nha. Tiếp tục ở trong cái vườn chuối này mình có hai cái các bạn ơi. Bên đây một cái nè nhầy. Rồi xuống bữa xuống bên đây. Rồi hình như hụt hay gì đó. Đúng rồi, hụt. Cái này mình lấy đi luôn cả nhà. Một lắc. Tiếp tục mình đến với đầu dưới một cái nữa nè cả nhà. Trong cái vườn chuối này mình đặt có hai cái nè cả nhà. Bữa mình đặt xong mình lấy lá chuối mình đậy lại cả nhà. Mình sợ người ta thấy á. Bị ngay đây nó nắng. Lấy lá chuối mình chặt lá chuối mình che là vậy này. Đây em ở đây. Làm bên con nữa cho nó khỏe. Rồi hụt luôn cả nhà. Rồi cái bẫy này mình lấy đi luôn cả nhà. Tại ngoài đầu đường có người thấy, nhìn thấy mình đi vô đây rồi. Mình không để được nha các bạn. Xách cái bẫy này đi luôn các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Mình đi mình cũng xách theo cái vỏ với cái bẫy xe cua luôn đó nha. Bỏ cái vỏ đó đi. Rồi mình thấy nó nhúc nhích luôn rồi cả nhà. Con sóc rồi cả nhà. Nhìn qua cái kẻ mình thấy nó. Cái bẫy nó nhảy nhảy rồi. Đây em ở đây. Con sóc thứ ba của ngày hôm nay rồi nè cả nhà. Hai con sóc đất con sóc bông. Rồi tuyệt vời cả nhà. Hồi của nó bự. Chưa kịp ăn chuối luôn này mới vô cả nhà. À, mình đặt cái bẫy phụ vô rồi cái mình đi đem nó ra ngoài mình bắt cái rồi đi hâm tiếp cả nhà. Quá tuyệt vời. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn, nhưng mà cái này mình phải nhảy qua hai cái mương các bạn ơi. Đây cái mương đầu tiên nè. Nó có lắc hay gì các bạn thông cảm nha. Ủa đặt men đây hay men kia ta? Quên luôn rồi cả nhà. Như là men đây. Đúng rồi. Phải không ta? Đúng rồi, men đây. Trời hụt lất rồi cả nhà. Trời nắng. Thua luôn. Cái rễ này quýnh nắng. Nó gì quá, thua cả nhà. Nó có dính cũng thua luôn nha cả nhà. Dính là tỷ lệ chết cao lắm cả nhà. Để mình coi mình dời cái bẫy này cả nhà. Quá nắng. Tiếp tục ở trong cái đám cỏ này mình có hai cái đó nha. Ở cái khu này mình, cái đám cỏ này mình dính ba con rồi đó các bạn. Cử rồi mình có đánh thêm một cái nữa. Cái chỗ mình dính hai con đầu tiên cái mình có
có người cái cử trước một chút đi, cử đòi mình vô mình để thêm một cái nữa gần sát ở đầu mùa đó luôn, mình để đầu ngoài đó bạn. Còn ngay đây là cử rồi dính con này, mà la quá mình nghĩ đây hết rồi các bạn ơi. Mình mang hai cái bẫy xi cua thôi luôn, coi nó có dính thì mình đem ra ngoài bắt lượt luôn cả nhà. Đây cái bẫy xi cua này mình để trên bờ một cái nữa cả nhà. Rồi cho quớt rồi cả nhà, cử gọi nó dính mà la quá mình nghĩ gì. Đây hộp vừa cả nhà, chứa còn nguyên. Rồi mình qua cái kế bên coi có không nghe cả nhà. Rồi mình lên tới đầu trên nè các bạn ơi, chỗ nào quên rồi không nhớ cả nhà. Xuống đây thôi. Ui nó ở đằng kia đằng cái nhà ơi, bị lộn rồi. Bị lộn rồi cả nhà, nó bên kia rồi chứ không phải đây. Rồi, chịu khó lỡ ơi, nhảy qua đây luôn cả nhà. Trời hụt luôn. Rồi mình nghi con cừu gọi nó la quá mình nghi nó hết thiệt, đúng nghi rồi cả nhà. Cái bẫy này hụt lắc luôn nè, có đụng lắc cả nhà thông cảm em. Rồi mình để im luôn cả nhà, đi thăm cái khác các bạn ơi. Tiếp tục mình đến với cái bẫy tiếp theo cả nhà, mình còn có 4 cái sau cùng nữa các bạn ơi. Hy vọng 4 cái sau này làm bạn con nữa cho nó khỏe hơn cả nhà. Mà hên xui à, không biết đâu. Nhiều khi 4 cái sau làm mấy con liên tiếp không chừng nữa. Ngày đi săn thì nó vậy, tới hồi nó dính lại dính. Đây, mình có mang theo cái bẫy xi cua luôn cái này. Cái này cũng rồi nó hụt. Ổng mưa không được, ổng chuyển mưa riết cả nhà. Ổng chuyển mưa, ổng hầm còn thở không nổi luôn. Ngay chỗ cái bụi chuối này đúng ra nó cũng im lắm chứ sao. Cứ rồi cũng không sập. Trời hụt luôn rồi cả nhà ơi, chết luôn rồi. Đây em nó đây. Chuối còn luôn đó nha. Mình đi thăm cái khác nha các bạn. Xuống đầu dưới thăm tiếp các bạn ơi. Tiếp tục mình đến với cái bẫy tiếp theo các bạn. Cái này là cử rồi nó dính một con khủng sau cùng luôn các bạn. Dính một con thôi, hôm qua mình dính một con mềm bịp nữa cái mình hết bẫy các bạn. Nhưng bữa nay nó còn tới 3 cái nha các bạn. Đây một cái và dưới kia 2 cái nữa. Trời ơi, rồi người ta đi làm gãy là chặt cây, nó phá cây ngay cái chỗ mình
đặt luôn nha các bạn. Nếu mà người ta không thấy gì hơn các bạn, mà mình nghĩ người ta không có qua mấy anh đây, người ta chặt mấy anh kia là không sao nha các bạn. Cái này cử hồi dính con sau cùng, trộn bự sau cùng đây nè các bạn. Thôi rồi, rồi trước bước rồi cả nhà ơi. Phải không? Đúng rồi. Học luôn. Chuối còn nguyên luôn rồi đó nè. Khỏi xuống luôn nè. Không sập ha. Hai trái chuối còn luôn. Rồi mình để im luôn các bạn ơi. Mình xuống đầu dưới thăm hai cái nữa hết. Rồi ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Rồi qua bên kia một cái nữa hết rồi. Cái này cứ gọi là nó là sau cùng cái mình dính được con bìm bịp đó cả nhà. Để coi cái này nó có không cả nhà. Cứ gọi dính đây con bìm bịp cái là nó sau cùng, mình chạy xuống đầu dưới kia mình đặt cái nữa cả nhà. Cái này cái nữa hết rồi. Làm bệnh con hàng khủng khủng nữa cái cho nó khỏe hơn cả nhà chứ thôi. Mệt lắm à. Chỉnh cái máy lại cả nhà. Cùng đứa gái kìa. Sập không? Sập rồi cả nhà. Con gì trời. Rồi. Con chuột rồi cả nhà ơi. Thấy không ta? Rồi. Đứng luôn. Mệt kìa. Xin lỗi cả nhà nha. Nó ngoài nó táp cái máy văng ra luôn, lật lên luôn á cả nhà. Ôi con chuột dữ. Tại mình xử lý em nó ra rồi. Mình đi xuống đầu dưới kia mình thăm cái nữa hết rồi cả nhà. Rồi mình đến với cái bẫy sau cùng luôn cả nhà ơi. Xong rồi mình đi kiếm chỗ mát, mình tổng kết cái thành quả nha cả nhà. Bị khu này nó không có cây che mát, nắng quá cả nhà ơi. Hy vọng cái sau cùng làm cho con nữa chứ, cho nó có tinh thần. Mới có một con nè cả nhà ơi. Điều con tròn nó lớn cả nhà. Con tròn nó bự. Rồi mình cũng mang cái bẫy xe cua hay luôn cả nhà. Hồi sớm ổng chuyển mưa ổng mát, bây giờ ổng hét lên ổng nắng lại. Quá sức tưởng tượng. À, mình dạch cái lỗ. Cái lỗ để mình vô. Hình như là sập rồi cả nhà ơi. Mới sập sao không thấy con gì trơn trời. Rồi con sắp cả nhà. Ây da. Đây, con nó đây. Cái sau cùng làm được con sắp nữa cả nhà ơi. Rồi con này con thứ tư luôn cả nhà ơi. Hôm nay được 4 con sóc rồi. Rồi mình đem ra xe mình bắt cái rồi mình đi kiếm chỗ mát mình tổng kết cả nhà. Giờ quá nắng rồi. Rồi cả nhà và các bạn ơi, mình thăm hết bẫy rồi, lại chỗ này mình tổng kết cái thành quả cho cả nhà và các bạn xem cái thành quả cái mình về ha. Thì mình đem về một cái bẫy lớn nữa cả nhà. Thì cử sau mình thăm thì vẫn y như cũ nữa các bạn. Có tầm khoảng 28 đến 30 cái. Thì hôm nay thành quả của mình được một con chuột với 4 con sóc, 1 con sóc bông với 3 con sóc đất cả nhà, với được 1 con tròn. Hôm nay được có 1 con là nhà tròn rồi cả nhà. Nhưng mà nhờ nó bự ra. Khủng cũng đỡ nghe cả nhà. Cho nó uống nước nó hơi dễ nằm ngủ nè. Để mình cân thử rồi, kéo cái cân nó lên được cái coi. Coi nó được nhiêu cái rồi về cả nhà. À cái cân mình đang 4 con số 0 nha. À, hôm nay được có 1 em mà cả nhà. Vẫn còn may mắn cả nhà. Không có con tròn hôm nay mình cũng mệt rồi. Rồi không được ký tư cả nhà, ký 350 à. 1405 là con này nó còn trừ ra 50 gram á cả nhà.
thì nó còn có 1 kg 350 rồi cả nhà, cũng cũng được rồi, cũng có tiền xăng cả nhà. Thì chương trình Mình Thăm Bảy Chòm thì đến đây thì cũng xin kết thúc ha. Cuối video cũng cho mình gửi lời ha, chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe ha. Xem video mình thấy vui cho mình xin một like và một cái đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn luôn đồng hành ủng hộ cho kênh. Thanh Võ xin chào. Xin hẹn cả nhà và các bạn video sau.